Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement. Routier, pauvre et chantant. Chào mừng các bạn đến với Nike Movie và series Vị Anh Đào Tươi Mới. Ở tập 6, sau khi bị James đánh cho thân tàn ma dại, Lisa được Boro cứu sống một cách thần kỳ. Bà ta cũng kể cho cô nghe về câu chuyện cuộc đời mình. Theo đó, Boro đã tồn tại suốt 900 năm qua bằng cách nhảy vào cơ thể của người khác chiếm hữu thân xác họ. Trở về nhà, Lisa tiếp tục bị James tấn công, nhưng với cơ thể mới đầy sức sống, cô đã cắn cổ hắn cho đến chết. Nhờ có Roy và Christine, ba người mang xác của James đi giấu, trong khi Mary giết chết Cốt rồi tìm tới nhà Boro. Video này mình sẽ tiếp tục tóm tắt nội dung tập 7. Tất nhiên, mình sẽ spoil toàn bộ nội dung. Nếu các bạn đã xem phim hoặc không quan tâm tới việc spoil, hãy nhấn nút subscribe, bấm nút chuông bên cạnh và cùng mình bắt đầu khám phá Vị Anh Đào Tươi Mới ngay thôi nào. Tập 7. Trong đoạn hồi tưởng về ngày Jonathan tốt nghiệp, Lou đã dẫn con trai tới một nhà hàng sang trọng và mời cậu uống rượu để chúc mừng. Jonathan đã chọn một đồ uống có hương vị bãi biển. Có vẻ đó chính là nguyên nhân Jonathan gọi cho Lou mà chỉ nói con đang ở bãi biển. Lou vẫn bị hành hạ bởi những cơn đau đầu. Hắn tuyệt vọng tới gặp Arvin để trả Lisa bộ phim của cô. Hóa ra ngay từ đầu Arvin đã muốn Lisa thực hiện bộ phim đó. Chuyện gạt cô ra khỏi bộ phim chỉ do một mình Lou thực hiện. Giờ đây Ruth đã bị bỏng nặng, hai người đều đồng ý mời Lisa làm đạo diễn. Arvin hào hứng yêu cầu Lou gọi ngay cho cô. Bấy giờ Lisa đang nằm ôm cái xác của Cốt, mặc kệ tiếng ầm ầm bên dưới căn hầm. Lou vô cùng ngạc nhiên khi Lisa tỏ ra hoàn toàn bình thường, không hề bị thương tổn sau khi bị James ám sát tới hai lần. Bỏ qua mọi hiềm khích, giờ đây Lou sẵn sàng cho cô đảm nhiệm vai trò đạo diễn, chỉ cần đưa Jonathan trở về như trước đây. Nhưng đã xém bị sát hại, còn chứng kiến cái chết của Cốt, giờ đây Lisa chẳng còn thiết tha gì bộ phim, cũng như căm ghét Lou tới tận xương tủy. Cô cho biết Jonathan đã thuộc về Boro, James đã bị cô giết, tiếp theo cô sẽ giết Lou cho bằng được. Tất nhiên, nếu Jonathan không thể trở về như trước đây, Lou cũng sẵn sàng hủy hoại cô bằng mọi giá. Sau cuộc điện thoại, Lisa tới nhà Boro mà không hề hay biết Mary đang được Boro cho tắm sữa. Lisa bước thẳng tới, liếm vào con cóc của Boro với hy vọng sẽ tìm ra vị trí của Lou, nhưng cô thật ngu ngốc. Con cóc kia có độc, và việc liếm con cóc chỉ là một phần của nghi thức mà thôi. Lisa hoàng hồn, nhìn thấy con quỷ đáng sợ. Và càng hoảng sợ hơn khi Boro thông báo cô sẽ chết trong vòng 6 tiếng nếu không thực hiện ma thuật tình dục và ma thuật máu. Bởi vậy, Lisa tới cầu cứu Roy để thực hiện ma thuật tình dục. Dù rất sợ Lisa và không muốn tiếp tục dây dưa với cô, nhưng anh vẫn đồng ý quất tơi bời. Trong khi hai người bận rộn lên đỉnh, Boro tiến vào lấy mồ hôi trên người Lisa để thực hiện ma thuật. Vào khoảnh khắc Lisa lên đỉnh, Boro đã tận mắt chứng kiến con quỷ vẫn bám theo cô bao ngày qua. Ngay sau khi hoàn thành ma thuật tình dục, Boro cho Lisa biết với ma thuật máu, cô sẽ phải ăn thịt một người đàn ông ở độ tuổi sung mãn. Điều đó khiến Roy rất hoảng sợ. Tuy nhiên, Lisa đã có sẵn thịt người chết để ăn. Trong khi đó, Rao rất lo lắng cho James và tìm tới tận nhà Cốt để hỏi thăm tin tức. Bắt gặp Christine với vẻ mặt sợ hãi, gã nhanh chóng đoán được cô có liên quan tới sự mất tích của James. Hoảng sợ tột độ, Christine cũng miễn cưỡng đưa Rao đi tìm cái xác của James. Trong cơn hoảng sợ, Christine cho biết chính Lisa đã giết James và cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được Rao tha tội. Với tình trạng suy sụp, Lou tới nhà Boro để tìm con trai. Tại đây, hắn cũng bắt gặp Mary đang tận hưởng trong bồn tắm sữa. Rất vô tình, Lou phát hiện ra Jonathan chú ý tới đồ chơi và dẫn dụ cậu tới nhà hàng trước đây. Cố gắng khơi gợi ký ức cho Jonathan của Lou hoàn toàn vô ích. Hắn càng tuyệt vọng hơn khi vô tình làm rách một mảng da tay của Jonathan. Đau đớn và kinh hoàng, cuối cùng Lou cũng đành chấp nhận sự thật, Jonathan đã chết. Boro đưa Lisa về nhà, bà ta cắt tai của Cốt và chế biến thành món bánh trứng cho Lisa ăn. Bấy giờ, tiếng động dưới căn hầm vẫn không ngừng vang lên. Boro khuyên Lisa hãy mặc kệ nó. Đấy là âm thanh từ thế giới khác mà thôi, chúng không thể chạm, chứ đừng nói tới việc hãm hại cô. Chỉ cần không xuống hầm, cô sẽ an toàn. Lisa còn đang ngần ngại với món bánh thịt người, thì Arvin tới.
Ông ta muốn trò chuyện riêng với cô, nhưng Lisa nhanh chóng đuổi ông về, cùng lời hẹn sẽ gặp vào chiều hôm sau. Sau khi Arvin ra về, Lisa vẫn không thể ăn bánh thịt người, vì đó chính là thịt của Cốt, bạn trai cũ của cô. Ngay khi cô từ chối, con quỷ của thế giới bên kia đã xuất hiện, bịt mồm Lisa. Sau đó, nó từ từ tiến tới Boro, khiến bà ta vô cùng hoảng sợ. Con quỷ đặt tay lên mặt Boro, khiến da mặt bà ta chốc ra cả màng. Bấy giờ, Rao đã tìm tới để trả thù. Lisa vội chạy vào phòng ngủ, rồi chui xuống căn hầm kia. Giữa kẻ giết người và nỗi sợ mông lung, cuối cùng Lisa vẫn chọn đối diện với nỗi sợ. Cô đi xuống đáy cầu thang, đối diện với chiếc sofa. Bấy giờ, trên chiếc sofa, người đàn bà không mặt hiện ra cho cô biết bà ta đã tìm kiếm Boro và Lisa suốt những năm qua. Lisa cảm nhận được người đàn bà không mặt kia chính là mẹ của mình, và khuôn mặt thật của bà ta chính là con quỷ mà cô vẫn thường bắt gặp. Người đàn bà không mặt cảnh báo Boro sẽ sớm phản bội Lisa. Boro đã trộm máu từ người cô. Nếu không có cô, Boro sẽ yếu đi. Người đàn bà còn nói rằng chất độc trong người cô đã biến mất. Hãy giải quyết công việc của cô rồi đi tìm bà ta. Sau đó, bà ta chỉ cho cô một chiếc chìa khóa khách sạn và một cánh cửa. Bước qua cánh cửa, cô đã ra khỏi căn nhà. Vừa hay, Roy tới để khoe. Anh vừa nhận được giải quả cầu vàng cho vai nam chính xuất sắc. Cô là người đầu tiên anh muốn chia sẻ. Thực sự anh chẳng hề vui vì giải thưởng, mà chỉ nhớ mãi cảm giác quất cô tới bời mà thôi. Tiếng ồn của Roy khiến Rao nghe thấy. Hắn bắn từ trên tầng xuống, khiến Lisa bị thương. Thấy vậy, Roy vội đẩy cô vào xe rồi bỏ chạy, vứt bỏ cả quả cầu vàng vừa mới nhận được. Như vậy, con quỷ mà Lisa nhìn thấy từ đầu phim chính là mẹ của cô. Rất có thể đó cũng chính là linh hồn của con báo đốm trắng. Bởi vậy, Boro mới không ngừng tìm mọi cách giao kèo với Lisa. Chỉ vì sự trả thù mù quáng của Lisa, rất nhiều người đã phải chết. Điều đó có thực sự xứng đáng hay không? Hay đáng ra, ngay từ đầu, cô nên chấp nhận lời xin lỗi của Lu? Kết cục nào sẽ đến với cô? Lu còn phải trả giá ra sao? Boro sẽ chiếm được thân xác của Lisa hay không? Vừa rồi là tóm tắt toàn bộ tập 7 của series Vì Anh Đào Tươi Mới. Hãy đón xem tóm tắt các tập tiếp theo trên Nike Movie để biết điều gì hấp dẫn đang chờ đợi ở phía trước nhé. Bạn nghĩ sao về tập phim này? Hãy cho bọn mình biết bằng cách để lại comment ở phần bình luận. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè. Nhớ subscribe kênh Nike Movie, bấm nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ các video trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Il ne parle que du bon Dieu.